Những điều cần lưu ý cần tránh khi sử dụng cửa cuốn để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Nhiều người khi mua cửa cuốn vì quá chủ quan nên không tìm hiểu trước để lựa chọn được những mẫu cửa cuốn chất lượng. Dưới đây là những quan niệm lỗi thời về dòng cửa cuốn. Video này, cửa cuốn Quang Đo Hà Nội cũng xin chia sẻ những đổi mới mà các nhà sản xuất đã tích hợp vào dòng cửa cuốn hiện đại ngày nay. Từ các nguồn tin báo chí nói về việc cửa cuốn thiếu an toàn, dễ bị mắc kẹt, nguy hiểm với trẻ nhỏ, trộm thừa cơ cậy cửa cuốn vào nhà trộm cắp tài sản. Nhưng bạn biết không, một phần gây ra những sự cố trên là do ý thức của người sử dụng. Việc để cho trẻ nhỏ chơi đùa gần cửa cuốn, tự ý sử dụng điều khiển từ xa cửa cuốn hay không bấm nút khóa cửa cẩn thận sau khi đã đóng cửa xuống để trộm có cơ hội đột nhập vào nhà. Hiện nay, để giải quyết vấn đề trộm cắp thì cửa cuốn thông minh tích hợp tính năng chống trộm. Khi có người cậy phá cửa kết hợp với còi báo động sẽ tạo cho bạn cảm giác yên tâm tuyệt đối hết mọi lo ngại và đảm bảo an toàn cho bạn và tài sản bên trong. Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn khi sử dụng cửa cuốn thì bạn hãy chọn mua lắp đặt cửa cuốn đồng bộ. Cửa cuốn đồng bộ có tích hợp tính năng đảo chiều khi gặp vật cản, kết nối với còi báo động, bộ cảm biến khói và camera giám sát. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng cần thường xuyên kiểm tra tính năng an toàn của cửa cuốn để an tâm. Quan niệm cửa cuốn hay hư hỏng. Việc các gia đình sử dụng cửa cuốn đã lâu năm thường không tránh khỏi việc cửa cuốn vận hành chậm hoặc có thể phát ra tiếng ồn lớn khi đóng mở cửa. Tuy nhiên, nếu như bạn biết cách vệ sinh, bảo dưỡng cửa cuốn định kỳ thì sẽ hạn chế được sự cố không mong muốn này một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần nên chọn mua cửa cuốn chất lượng cao. Về giá thành có thể cao nhưng phải đảm bảo sự chắc chắn, bền bỉ khi sử dụng. Ngày nay, với sự đổi mới về dây chuyền sản xuất cửa cuốn cũng sẽ giúp cho bộ cửa đạt độ bền cao hơn so với các loại cửa cuốn truyền thống. Vì vậy, người tiêu dùng không phải lo về vấn đề hỏng hóc cửa cuốn nữa nhé. Nhiều người có quan niệm rằng cửa cuốn kín như bưng gây ngột ngạt, khó chịu, không những vậy còn thiếu thẩm mỹ. Đó là khi nói về những chiếc cửa cuốn với thân cửa dạng tấm liền truyền thống. Hiện nay đã có rất nhiều những loại cửa cuốn thông minh, giúp ngôi nhà bạn không chỉ đẹp mà còn thông thoáng thân thiện với môi trường nữa. Việc lắp đặt cửa cuốn khe thoáng với bề mặt thân cửa có những lỗ thoáng, giúp lưu thông không khí thoáng mát vào bên trong nhà ở. Nếu như bạn chọn mua cửa cuốn chính hãng từ các thương hiệu cửa cuốn uy tín, thì sẽ được hưởng quyền lợi bảo dưỡng, sửa chữa miễn phí theo quy định. Sau khi hết thời hạn bảo hành cửa cuốn, bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của trung tâm dịch vụ sửa chữa cửa cuốn uy tín để khắc phục sự cố sớm nhất, hiệu quả nhất, đồng thời tiết kiệm chi phí sửa chữa cửa cuốn. Những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên hy vọng sẽ hóa giải những hiểu nhầm mà khách hàng đang nghĩ về cửa cuốn. Hãy yên tâm lựa chọn cửa cuốn để tô điểm cho ngôi nhà, công trình của mình nhé! Cửa cuốn Quang Đo Hà Nội là một trong những đơn vị hàng đầu miền Bắc trong việc lắp đặt cửa cuốn với giá xưởng, là đơn vị thi công trực tiếp nên thi công đúng theo cam kết. Chúng tôi có xưởng sản xuất lớn, gia công toàn diện với máy móc hiện đại, trang thiết bị tiên tiến. Giá cả luôn cạnh tranh và hợp lý nhất, mang lại đúng giá trị cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cam kết thi công và bàn giao đúng tiến độ nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chế độ bảo hành, bảo trì uy tín và kịp thời. Để được tư vấn cụ thể về cửa cuốn phù hợp và chất lượng cho ngôi nhà bạn, bạn hãy gọi cho Quang Đo Hà Nội qua số hotline 0981 852 275.